Sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đề nghị cần quy định rõ trong dự thảo lực lượng vũ trang bao gồm quân đội nhân dân và công an nhân dân với tư cách là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Các đại biểu cũng đề nghị không nên thành lập hội đồng hiến pháp để phán quyết tính hợp hiến của các văn bản và hành vi của các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền mà nên tiếp tục hoàn thiện và phát huy cơ chế hiện hành về bảo vệ hiến pháp. Đồng thời đề nghị bổ sung thêm quy định lực lượng vũ trang phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân và lắng nghe nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ, sau 3 tháng triển khai, 100% cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an đã nghiêm túc tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp. Các ý kiến này đều khẳng định những nội dung mang tính nguyên tắc như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, các quy định về bảo vệ Tổ quốc và vị trí, vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân.